Hello, xin chào tất cả mọi người. Và bác sĩ Dung rất vui được quay trở lại với các bạn trong cái chương trình livestream ngày hôm nay. Và đầu năm mới thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện sức khỏe như thường lệ vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Với những mong muốn là cái chương trình này có thể cung cấp cho chúng ta những chủ đề về sức khỏe, loại bỏ những cái quan điểm điều trị sai lầm và hướng dẫn một số cái dự phòng và điều trị tại nhà cho các bạn để chúng ta có một cái sức khỏe thật tốt. Và chúng ta sẽ chờ một chút để cho các bạn cùng vào cái livestream này. Bạn đọc xem lại thì mọi người có thể tới qua một chút để chúng ta sẽ xem được cái phần đằng sau. Hôm nay mọi người có vẻ đang bận rộn và chưa vào được. Thì nếu mà bạn nào vào thì có thể comment để bác sĩ Dung biết ạ. Và có thể cho bác sĩ Dung xin một cái đường link chia sẻ để cho mọi người có thể cùng vào. Chúng ta có thể cùng trò chuyện về cái chủ đề ngày hôm nay. Bác sĩ Dung nghĩ cái chủ đề hôm nay nó cũng khá là hay, về các chỉ số sức khỏe mà mọi người thường phải thường xuyên theo dõi. Thông thường thì có những cái chỉ số sức khỏe quan trọng cần nhớ mà khi mà đi gặp bác sĩ thì các bạn sẽ nói cho các bác sĩ các chỉ số này, dù là đi đâu khám bác sĩ nào thì các bác sĩ đều sẽ cho biết cái tình trạng sức khỏe của các bạn. Thì cái chủ đề này cũng khá là hay. Thì hôm nay thì bác sĩ Dung muốn mong muốn chia sẻ với mọi người về cái chỉ số xét nghiệm nào chúng ta cần phải quan tâm. Thì thật ra thì đầu năm thì các bạn hay đặt những cái mục tiêu về tiền bạc này. Rất là nhiều người đặt những cái mục tiêu về tiền bạc. Còn mục tiêu về sức khỏe thì lại ít người đặt. Tức là ví dụ như mục tiêu về sức khỏe là cái chỉ số xét nghiệm của chúng ta nó phải xuống bao nhiêu chẳng hạn. Hoặc là cái mục tiêu về tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe chẳng hạn. Thì đó là những cái mục tiêu về sức khỏe mà chúng ta nên đặt ra trong cái đầu năm mới. Thì nếu mà bạn nào xem livestream thì hãy cho bác sĩ Dung một cái đường chia sẻ để cho các bạn có thể vào xem. Hôm nay thì bác sĩ Dung có đăng một cái thông báo nhưng thấy cái tiếp cận với mọi người ít nên có thể là mọi người chưa biết là tối nay có cái livestream này. Thì rất là mong là các bạn sẽ cho bác sĩ Dung một cái đường chia sẻ nhé. Và cái chủ đề của ngày hôm nay thì là cái chủ đề mà 5 cái chỉ số sức khỏe quan trọng bạn cần nhớ. Thì đó là những cái chỉ số nào? Thì trong cái quá trình chia sẻ thì bác sĩ Dung cũng nói đến những cái bệnh lý liên quan đến cái chỉ số sức khỏe đó luôn. Xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người đang bắt đầu vào rồi đấy ạ. Hãy comment để bác sĩ Dung biết là những bạn nào đang vào và có thể gửi cho mọi người một cái lời chào. Thì xin mọi người một cái đường chia sẻ để cho mọi người cùng vào xem cái livestream này. Thì cái chỉ số mà bác sĩ Dung muốn nói đến là những chỉ số nào? Thì cái chỉ số đầu tiên mà bác sĩ Dung muốn chia sẻ với mọi người đấy là chỉ số HbA1c. Thì thông thường thì mọi người ít để ý đến cái chỉ số này mà chỉ có là test đường huyết hàng ngày thôi. Đây là một cái chỉ số về bệnh tiểu đường và chỉ số này dùng để chẩn đoán và theo dõi tiểu đường. Vâng, chào chị Sim ạ. Thì thông thường thì cái chỉ số này nó sẽ dưới 5.5. Thì cái chỉ số này nó có ý nghĩa gì? Thì ví dụ như chúng ta test đường huyết mao mạch hàng ngày thì chúng ta sẽ biết được cái chỉ số tại thời điểm hiện tại. Hoặc là chúng ta vào viện xét nghiệm và chúng ta xét nghiệm một cái chỉ số là glucose máu. Vâng, chào bác Hải Thần ạ. Thì khi mà chúng ta vào viện xét nghiệm thì chúng ta chỉ xét nghiệm một cái chỉ số là chỉ số glucose máu. Đó. Thì khi xét nghiệm cái chỉ số đường máu thì chúng ta chỉ có giá trị tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì cái chỉ số HbA1c ấy thì nó lại mang cái giá trị là đường huyết trung bình trong vòng 3 tháng. Vâng, chào chị Hoàng Nguyên ạ. Đường huyết trung bình trong vòng 3 tháng và các bạn đã bắt đầu vào xem rồi đấy ạ. Thì cái chỉ số HbA1c này nó là cái chỉ số mà trung bình trong vòng 3 tháng, tức là nó đánh giá cái lượng đường trung bình trong vòng 3 tháng là cái mức bám ở hồng cầu. Cái đường mà bám vào hồng cầu trong vòng 3 tháng thì cái chỉ số này nó rất là chính xác. Và khi mà các bạn đang bị bệnh tiểu đường hoặc có nghi ngờ mắc bệnh tiểu đường thì các bạn nên để ý đến cái chỉ số này. Vâng, chào anh Vũ Văn Đàm ạ. Và khi mà theo dõi cái chỉ số HbA1c thì cho cái người bị tiểu đường theo thời gian thì sẽ cho biết là cái tình trạng tiểu đường của bạn có được kiểm soát hay không. Thì thông thường nó sẽ dưới 5.5 nhé. Còn các bạn mà hoặc các bác lớn tuổi ấy, thì nên theo dõi cái chỉ số này định kỳ và nên theo dõi thường xuyên. Đó, thì cái chỉ số này là chỉ số đánh giá chính xác rất là cao là bạn có mắc tiểu đường hay không và có nguy cơ mắc hay không. Và nếu mà mắc rồi thì đây là một cái chỉ số mà chúng ta có thể theo dõi được cái quá trình bệnh tiểu đường của chúng ta. Khi mà cái chỉ số này tăng cao, ví dụ như là trên 8 chẳng hạn, thì
là các bạn là đang không kiểm soát tốt đường huyết và trên 10 thì các bạn cần phải đến gặp bác sĩ ngay, vì càng cao cái chỉ số này càng cao thì cái độ nguy hiểm càng cao, giống như là đường huyết của chúng ta càng cao thì cái mức độ nguy hiểm càng cao. Khi mà đường huyết tăng cao thì nó có những cái nguy cơ gì? Nó có nguy cơ ví dụ như tăng quá cao thì có thể gây hôn mê do hạ đường do tăng đường huyết, hoặc hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu chẳng hạn. Thì đấy là những cái nguy cơ mà khi những cái cơn tăng đường huyết nó lên. Bác sĩ Dung đã gặp rất là nhiều bạn mà rất là nhiều bác không hay đi đo cái chỉ số tiểu đường, và đến lúc vào viện thì test đường huyết lên gần 30. Và như thế thì cái nguy cơ mà chúng ta bị hôn mê rất là cao, và cái độ nguy hiểm cũng cực kỳ cao, bởi vì khi đường máu tăng cao nó gây ra rất là nhiều biến chứng lên tất cả các hệ cơ quan chứ không phải là một cơ quan. Cái chỉ số thứ hai mà bác sĩ Dung muốn nói đến đấy là cái chỉ số huyết áp và nhịp tim. Cái chỉ số này là một cái chỉ số rất là quan trọng mà các bạn thường hay quên. Và thông thường thì bệnh nhân chỉ đo huyết áp và nhịp tim khi đến gặp bác sĩ. Nhưng mà thực tế đo huyết áp và nhịp tim chính xác nhất là các bạn đo tại nhà. Khi các bạn ngồi nghỉ và đo cùng một thời điểm, ví dụ như chúng ta sẽ đo cùng một thời điểm vào buổi chiều chẳng hạn, thì đo vào một giờ nhất định, ví dụ chúng ta cố định là 2 giờ chiều hôm nay chúng ta đo huyết áp và nhịp tim, thì đến 2 giờ chiều hôm sau chúng ta lại đo, thì như thế thì sẽ là chính xác nhất. Và đo vào một cái tư thế và sau khi nghỉ ngơi, chứ không phải là sau khi các bạn cãi nhau rồi thì các bạn ra đo huyết áp và nhịp tim, thì cái đấy không có đúng. Vâng, các bạn đã bắt đầu vào và bác sĩ Dung đã nhận được những lời chào rồi ạ. Vâng, xin chào chị Nguyễn Tuyết. Và nếu mà các bạn đang xem livestream thì hãy chia sẻ cho mọi người, để mọi người cùng vào cái livestream này để có thể theo dõi được ngay từ đầu. Thì bác sĩ Dung xin tóm tắt lại cái chỉ số đầu tiên là chỉ số HbA1c. HbA1c thì đây là chỉ số đánh giá tiểu đường nhá. Cái chỉ số thứ hai là chỉ số huyết áp và nhịp tim. Thì cái chỉ số này chính xác nhất khi chúng ta tự đo tại nhà và sau khi nghỉ ngơi, cùng một giờ, cùng một thời điểm và cùng một tư thế, chứ không phải là đến viện chúng ta đo. Thì đôi khi là thông thường nó thường hay cao hơn, và có một cái hội chứng là hội chứng áo choàng trắng. Thì nhịp tim và huyết áp tăng cao khi mà nhìn thấy các bác sĩ mặc áo choàng trắng là cứ tăng cao lên, thì đôi khi là các bác sĩ rất khó để xác định, hoặc là chúng ta hồi hộp lo lắng quá khi mà đến gặp bác sĩ thì bác sĩ cũng không thể kiểm soát được cái này. Đó là một cái mà muốn lưu ý với mọi người là như thế. Thì chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta sẽ đo những cái chỉ số này thường xuyên và có thể đo tại nhà. Hiện tại thì đang có những cái thiết bị huyết áp điện tử cũng khá là chính xác rồi, và cái chỉ số nó không có bị sai số nhiều. Do vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể mua và đo tại nhà, theo dõi cái chỉ số này thường xuyên để kiểm soát cái sức khỏe của chúng ta. Bình thường huyết áp sẽ dưới 140/90, tức là chúng ta huyết áp chúng ta sẽ có hai chỉ số. Một là huyết áp tâm thu, tức là cái huyết áp tại cái thời điểm mà tim nó bóp ấy, tim nó bóp lên, thì cái huyết áp tâm thu là huyết áp tống máu. Còn thứ hai là huyết áp tâm trương, là khi mà tim nó giãn ra và mạch máu bắt đầu trở về tim, thì lúc đấy người ta gọi là huyết áp tâm trương. Thì sẽ có hai cái huyết áp này. Cái huyết áp tâm thu thì nó sẽ dao động là từ 90 đến 140. Còn nếu mà dưới 90 thì có thể là huyết áp thấp, còn trên 140 thì có thể là tăng huyết áp. Đối với huyết áp tâm trương thì chúng ta sẽ có cái khoảng dao động từ 60 đến 90. Ví dụ dưới 60 là huyết áp thấp, còn trên huyết áp tâm trương mà trên 90 thì lại là huyết áp tâm trương bị cao. Nó sẽ gặp trong một số cái bệnh, ví dụ như là các bệnh lý về suy tim, xong nó ứ máu chẳng hạn, thì sẽ khiến cái huyết áp này, huyết áp tâm trương này bị tăng lên. Đấy, thì chúng ta sẽ theo dõi cái chỉ số huyết áp và nhịp tim này, nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó mang cái đánh giá về mặt sức khỏe rất là tốt. Thì các bạn hãy nhớ nhá, chúng ta sẽ đo những cái huyết áp và nhịp tim vào một giờ nhất định và ở một tư thế nhất định, và vào một giờ trong ngày sau khi các bạn nghỉ ngơi. Cái chỉ số thứ ba mà bác sĩ muốn nói và chia sẻ với mọi người, đấy là chỉ số cân nặng và chiều cao. Thì thông thường cái chỉ số này ít thay đổi nên các bạn có thể nhớ được dễ dàng. Và các bạn mà hay tập thể dục thường xuyên thì sẽ nhớ rõ hai cái chỉ số này. Tăng cân thì là một cái dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn về các bệnh như là đái tháo đường hay là tăng huyết áp. Đặc biệt là các bác trung tuổi mà để cân nặng quá cao thì nó sẽ là cái nguy cơ bị xơ vữa động mạch này, nguy cơ bị tiểu đường và tăng huyết áp rất là cao. Thì chúng ta sẽ có một cái chỉ số là BMI, BMI. Thì mọi người có thể search cái công thức, hoặc là bác sĩ Dung nói luôn là chúng ta chia như thế này. BMI thì sẽ bằng là cân nặng của chúng ta chia cho chiều cao bình phương, tức là chúng ta chia cho hai lần chiều cao. Ví dụ như bác sĩ Dung là 50 cân chẳng hạn,
mà cao 1m60 thì sẽ lấy là 50 chia cho 1,6 chia cho 1,6 thì sẽ ra cái chỉ số BMI. Và cái chỉ số này dưới 24 là đẹp, còn trên 24 thì chúng ta đang có cái nguy cơ bị thừa cân và béo phì. Thì đấy, các bạn có thể tự tính cái đấy. Vâng, xin chào mọi người ạ. Đấy, các bạn có thể tự tính cái chỉ số BMI này và nó sẽ nằm trong cái giới hạn là từ 18 đến 24, mọi người nhớ nhé. Cái chỉ số đấy là chỉ số cân nặng bình thường. Và chúng ta sẽ có cái cân nặng trong cái giới hạn này thì chúng ta sẽ tránh được những cái nguy cơ các mắc các bệnh lý về tim mạch và tiểu đường. Đó. Về cái chiều cao ấy thì thông thường là nó rất ít thay đổi. Tuy nhiên thì đối với người lớn tuổi thì chúng ta có thể thấy là ví dụ thỉnh thoảng về gặp bà, gặp mẹ thấy lùn hơn một xíu thì chúng ta phải rất là cảnh giác. Bởi vì khi giảm chiều cao ấy là một cái dấu hiệu rất nguy hiểm của loãng xương. Thông thường ấy, cái quá trình loãng xương nó tiến triển từ từ và không hề có triệu chứng cho đến cái ngày mà nó bị xẹp cái đốt sống đấy hoặc là vỡ cái đốt sống đấy, và thông thường là chúng ta sẽ phải bơm xi măng vào thân đốt ấy. Đấy, thì khi mà chúng ta bị vỡ cái đốt sống đấy, đặc biệt là đối với cái phụ nữ sau mãn kinh ấy, thì chúng ta sẽ thấy ví dụ như sau khi bị vỡ rồi bắt đầu là các bà, các mẹ là đứng khom khom và không thể thẳng lưng được và thấy lùn hơn một xíu, thì chúng ta phải cảnh giác đấy là cái triệu chứng của vỡ thân đốt và có thể là cái biến chứng của cái việc loãng xương. Nên là có một cái chỉ số mà sau khi chia sẻ hết, bác sĩ sẽ nói đến cái chỉ số sau, đấy là chỉ số đo mật độ xương, thì mọi người cũng phải theo dõi. Cái chỉ số thứ ba mà bác sĩ muốn chia sẻ đấy là cái chỉ số về mỡ máu. Chúng ta sẽ có 4 cái chỉ số mỡ máu cần lưu ý và phản ánh cái tình trạng mỡ trong máu. Khi mà tình trạng mỡ máu cao thì chúng ta sẽ có các nguy cơ mắc bệnh lý đột quỵ não này, nhồi máu cơ tim và các mảng xơ vữa. Khi mà mỡ máu tăng cao thì cái thành mạch nó như thế này và các mỡ máu nó sẽ gắn vào các thành mạch như thế này tạo ra những cái mảng xơ vữa. Khi mà mảng xơ vữa đấy hình thành và dần dần nó tăng dần kích thước. Khi mà nó tăng dần kích thước thì nó sẽ có cái nguy cơ làm tắc mạch đó. Hoặc là cái mảng xơ vữa đấy bị bong ra và di chuyển đến các mạch máu khác. Khi đến mạch máu nhỏ nó không trôi qua được và dẫn đến là nó gây tắc mạch. Tắc mạch thì sẽ gây ra là đột quỵ não hay là nhồi máu não. Tình trạng này là nhồi máu não hoặc là nhồi máu cơ tim thì nó rất là nguy hiểm. Do vậy mà cái mỡ máu thì mọi người cũng phải quan tâm đến cái chỉ số của mình và theo dõi định kỳ và thường xuyên. Thì khi đó thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái tình trạng sức khỏe của mình. Và mỡ máu thì chúng ta sẽ có 4 chỉ số nhá. 4 chỉ số mỡ máu chứ không phải là 2 chỉ số như ngày xưa nữa. Thế nên là chúng ta sẽ phải theo dõi đủ 4 chỉ số này. Đấy là một là cholesterol, thứ hai là triglyceride, thứ ba là LDL cholesterol hay là LDL cholesterol, và thứ ba là HDL cholesterol. Thì bác sĩ sẽ giải thích nhá. Bác sĩ sẽ giải thích kỹ hơn. Và mọi người chờ bác sĩ một tí nhá. Vâng, xin lỗi mọi người chút. Đó, thì cái chỉ số cholesterol nhá. Thì đầu tiên là cái chỉ số cholesterol thì chúng ta sẽ có là ngày xưa ấy, thì thông thường là mọi người hay dùng nó để đánh giá cái tình trạng mỡ máu, nhưng hiện tại thì nó sẽ không dùng để đánh giá nữa, bởi vì chúng ta có một cái chỉ số mà tốt hơn, đấy là LDL cholesterol đó. Thì mọi người sẽ hiểu là bình thường thì cholesterol thì sẽ bao gồm là HDL này là mỡ tốt này, LDL này và một cái dạng nữa nhưng mà chúng ta sẽ ít thấy ở trong cái xét nghiệm. Hiện tại thì cholesterol không còn được sử dụng nhiều trong cái định hướng điều trị cho bệnh nhân. Thay vào đó thì cái chỉ số mà LDL cholesterol ấy thì là chỉ số chính để theo dõi và tiên lượng cái bệnh. Thứ hai là một cái chỉ số nữa là chỉ số triglyceride. Thì thông thường thì cái mỡ triglyceride thì không phải là cái mỡ mà chúng ta ăn vào, mà thông thường là cái mỡ nội tạng của chúng ta. Cholesterol chúng ta có thể bị du nhập từ thức ăn, nhưng mà cái mỡ triglyceride thì rất là ít ở trong thức ăn, và thông thường nó do những cái rối loạn chuyển hóa mà gây ra cho cái mỡ này nó tăng cao đó. Thì khi mà cái mỡ triglyceride này tăng cao thì ngoài những cái yếu tố về tim mạch thì nó còn có một cái yếu tố khi mà triglyceride tăng cao thì nó sẽ gây ra cái viêm tụy cấp nữa. Đó, khi mà một vài bệnh nhân như là béo phì này, tiểu đường này, các bệnh gan này, nghiện rượu và một số sử dụng những cái thuốc corticosteroid có thể làm tăng cái triglyceride này. Khi mà cái triglyceride tăng quá cao thì bác sĩ có thể cân nhắc cái dự phòng viêm tụy cấp
mặc dù là trên lâm sàng bệnh nhân vẫn bình thường. Thì thông thường thì cái ngưỡng bình thường nó sẽ dưới 2,58. Thì khi mà bắt đầu ngưỡng cận cao là từ 3,36 đến 4,11. Thì trên cái ngưỡng này chúng ta cũng phải cẩn thận và có thể có những cái phương án điều trị. Ví dụ như trong trường hợp mà mỡ máu, mỡ triglyceride không tăng cao quá thì thông thường là tôi hay cho uống omega 3 thì nó cũng sẽ giảm cái mỡ này, chứ không cần phải dùng đến một cái số cái nhóm thuốc để điều trị về mỡ máu nữa. Mà những trường hợp mà triglyceride cao ấy là uống omega 3 là có thể giảm được. Tiếp theo thì bác sĩ sẽ nói đến một cái chỉ số là HDL. HDL cholesterol thì đây là một cái chỉ số mỡ máu tốt, tức là một cái chỉ số mỡ tốt ấy. Mỡ tốt cho cơ thể, khi chỉ số mỡ này càng cao thì cái sức khỏe của bạn càng tốt đó. Mỡ máu tốt này thì có tính chất là chống xơ vữa, vì vậy thì cái nồng độ này càng cao thì có tác dụng bảo vệ tim mạch càng tốt. Và thông thường cái chỉ số này sẽ bị giảm ở những cái bệnh nhân mà hút thuốc này, béo này, và những người mà ít hoạt động thể chất thì cái chỉ số này nó cũng giảm. Nên là tôi vẫn khuyên mọi người là thường xuyên phải tập luyện vì như thế. Và một cái chỉ số tiếp theo là chỉ số LDL cholesterol, thì đây là mỡ rất là xấu rồi. Và khi mà cái mỡ này tăng cao thì chúng ta cần phải điều trị để dự phòng những cái đột quỵ não, nhồi máu cơ tim. Đấy là những cái mà khi cái mỡ này tăng cao thì chúng ta có nguy cơ như thế. Và LDL ấy, LDL cholesterol là mục tiêu điều trị của tất cả các trường hợp bị tăng mỡ máu. Thông thường thì các bạn có thể thấy nó ở trong cái giới hạn trong cái tờ xét nghiệm ấy, nó sẽ có khoảng trên và khoảng dưới, nó nằm trong giới hạn đấy. Nhưng mà cái mục tiêu điều trị của LDL thì các bạn phải nhớ là cái mục tiêu điều trị là nó phải dưới 1,7 đấy thì mới đạt mục tiêu điều trị. Còn ở cái ngưỡng mà khuyến cáo thì vẫn chưa đạt được cái mục tiêu điều trị đối với lại mỡ máu. Những cái trường hợp mà tăng cholesterol thì cái nhóm thuốc đầu tay mà mọi người có thể đang dùng đấy là atorvastatin. Thì thông thường là bác sĩ hay kê atorvastatin hàm lượng 10mg để điều trị cái mỡ máu này. Hoặc là những cái bệnh nhân mà có tiền sử nhồi máu não hoặc nhồi máu cơ tim thì bác sĩ cũng sẽ kê để làm giảm mỡ máu. Thì đấy là một cái thuốc đầu tay trong cái điều trị mỡ máu tăng cao. Tuy nhiên thì cái nhóm thuốc này thì nó lại có một cái là nó gây tăng men gan. Do vậy mà chúng ta cũng phải kiểm soát và kiểm tra định kỳ cái men gan của mình. Đó thì cái chỉ số tiếp theo mà bác sĩ muốn nói đến đấy là cái chỉ số về thận. Thì rất là nhiều người là bảo bác sĩ, hỏi bác sĩ là tôi có bệnh lý về thận. Thì khi lúc bác sĩ hỏi là thế cái chỉ số mức lọc của thận là bao nhiêu thì lại không biết hoặc là không nắm được. Thì chúng ta sẽ cái mức lọc cầu thận thì thông thường bác sĩ sẽ tính cho các bạn, nhưng mà có một cái chỉ số khác để đánh giá cái mức lọc của cầu thận, đó là creatinine. Thì creatinine là một cái sản phẩm của quá trình thoái biến trong cơ thể và chủ yếu được tổng hợp ở gan và được đào thải qua thận. Và nồng độ của creatinine thì phản ánh chính xác cái chức năng lọc của cầu thận. Đó, thì với những người bệnh thận và cao huyết áp, tiểu đường thì cái mức lọc cầu thận và creatinine là hai cái chỉ số quan trọng để biết cái sức khỏe của thận. Thường thì cái chỉ số creatinine thì sẽ tính được cái từ cái chỉ số creatinine chúng ta tính được mức lọc cầu thận. Tức là mức lọc cầu thận nó khác nhau, ví dụ như cùng một cái creatinine, cùng một xét nghiệm về creatinine bằng nhau, nhưng mức lọc cầu thận nó lại khác nhau theo từng độ tuổi. Tức là trong cái công thức tính mức lọc cầu thận nó còn phụ thuộc vào độ tuổi nữa. Do vậy mà khi mà bệnh nhân vào viện mà bệnh nhân tuổi cao rồi thì bác sĩ hay tính ra cái chỉ số mức lọc cầu thận để dùng thuốc cho bệnh nhân. Bởi vì một số thuốc là chúng ta, ví dụ như kháng sinh chẳng hạn, thì sẽ dựa chặt chẽ vào cái mức lọc cầu thận để tính. Đó, vâng, chào các bạn, cảm ơn các bạn đã khen ngợi và lắng nghe. Đây là những cái động lực mà rất là lớn đối với bác sĩ Dung để có thể chia sẻ những cái kiến thức này tới mọi người. Thì bác sĩ Dung sẽ thống kê lại từ đầu để mọi người có thể nắm được nhé. Một là chỉ số HbA1c là chỉ số đánh giá tiểu đường và là đường huyết trung bình này. Thứ hai là chỉ số chiều cao và cân nặng này. Thứ ba là chỉ số huyết áp và nhịp tim này. Thứ tư là chỉ số mỡ máu này, cholesterol này, triglyceride này, LDL và HDL này. Thứ năm là cái chỉ số về mức lọc cầu thận. Thì đây là cái năm cái chỉ số mà chúng ta phải nhớ được và sẽ nằm trong những cái list khám sức khỏe định kỳ của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại ấy,
cái tỷ lệ mà bị đột quỵ trẻ hóa rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ có hai cái dạng đột quỵ. Một là đột quỵ chảy máu não và thứ hai là đột quỵ nhồi máu não. Nhưng cái dạng nhồi máu não do những cái mảng xơ vữa động mạch ấy, nó gặp thì càng ngày càng trẻ hóa. Thậm chí là bác sĩ đã điều trị một cái ca mà mới có hơn 30 tuổi thôi đã bị đột quỵ não rồi. Và thật sự là rất là đáng buồn, đáng tiếc, bởi vì một cái tình trạng mà mỡ máu tăng quá cao do uống rượu nhiều thì nó gây ra một cái tình trạng đột quỵ não như thế và còn rất là trẻ. Do vậy mà mọi người cũng hãy cẩn trọng nhé. Ví dụ như là ở trong nhà mà có vợ, có chồng mà chúng ta cảm thấy là hơi mập, hơi tròn một chút thì chúng ta cũng nên đi đo cái kiểm soát cái mỡ máu và thay đổi cái chế độ ăn làm sao mà sẽ phù hợp hơn. Ví dụ như chúng ta sẽ ăn nhiều rau xanh hơn, giảm tinh bột đi. Đó, thì chúng ta có thể giảm được cân. Hoặc là có một cái chế độ ăn mà bác sĩ Dung áp dụng, đấy là cái chế độ giảm cân đó, là intermittent fasting. Thì đây là một cái chế độ ăn mà nhịn ăn gián đoạn. Thì ngày xưa các cụ bảo là cứ phải là dậy là phải ăn sáng là tốt. Nhưng mà trong cái phương pháp nhịn ăn gián đoạn này thì lại là một cái nghiên cứu khoa học rất là khác. Đấy là chúng ta sẽ dành thời gian để cho tụy nghỉ ngơi và điều tiết. Khi mà chúng ta nhịn ăn như thế thì cơ thể không còn đường nữa, không còn đường dự trữ nữa và bắt đầu sử dụng sang mỡ để tạo ra năng lượng cho cơ thể. Do vậy mà chúng ta có thể giảm được cân dựa vào cái phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Thì mọi người hoàn toàn có thể tìm trên mạng cái phương pháp này để chúng ta có thể giảm được cân và có một cái cân nặng tốt hơn. Để làm sao mà tránh những cái biến chứng về tim mạch, những cái biến chứng về xương khớp. Tại vì khi mà béo thì cái trọng lượng cơ thể cũng rất là cao và nó đè ép lên cái hệ cơ xương, cuộc sống của chúng ta thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Đó là cái 5 cái chỉ số quan trọng mà bác sĩ muốn chia sẻ. Ngoài ra thì các bạn, tôi biết là các bạn còn thông minh hơn và có thể nhớ thêm rất là nhiều chỉ số khác. Thì cái chỉ số tiếp theo mà bác sĩ muốn nói đấy là chỉ số loãng xương, DEXA. Thì thông thường bác sĩ sẽ khuyến cáo tất cả các phụ nữ trên 65 tuổi và nam thì trên 70 tuổi, hoặc các trường hợp mà có các rủi ro về bệnh loãng xương thì nên đi chụp đo mật độ xương, xem cái độ rỗng của xương mình. Thông thường thì cái chỉ số DEXA này mà dưới âm 2,5, ví dụ như là bạn có cái chỉ số này là âm 3,0 chẳng hạn, thì là chẩn đoán là loãng xương. Và chỉ số này và cái chỉ số này là chỉ số cho chẩn đoán xác định, chứ không phải là mấy cái máy mà mọi người đi đo là đặt vào tay xong mà đo được mật độ xương, không có. Không, đó không phải là chẩn đoán, hoặc là bác sĩ chỉ cần xem một cái phim X quang và cho một cái chẩn đoán là loãng xương thì cũng là sai. Nó phải có một cái kết quả đo mật độ xương và xem cái chỉ số T-score này là bao nhiêu thì chúng ta lúc đấy mới có cái chẩn đoán là loãng xương hay không. Đó, thì mọi người hãy lưu ý nhé. Và khuyến cáo là các bác trên 65 tuổi ở nữ và trên 70 tuổi đối với nam thì chúng ta sẽ đi đo mật độ xương định kỳ. Đó, một cái chỉ số tiếp theo mà bác sĩ mong muốn mọi người nhớ đây là cái chỉ số là các bạn uống bao nhiêu thuốc mỗi ngày. Rất là nhiều người vào khám bệnh và không nhớ mình uống bao nhiêu thuốc một ngày cả. Đây không hẳn là một chỉ số, nhưng mà đây là một cái câu hỏi mà tôi hay hỏi các bạn mà lớn tuổi rồi. Khi bạn không nhớ chính xác là bạn uống bao nhiêu thứ và loại nào, thì thông thường thì uống 1 đến 3 thuốc mỗi ngày thì sẽ ít rủi ro hơn là 4 đến 6 loại. Đó, khi mà chúng ta dùng quá nhiều thuốc thì nó sẽ có hại đến cơ thể và cái tương tác thuốc cũng có thể xảy ra. Do vậy mà các bạn nên nhớ là các bạn đang uống bao nhiêu thuốc một ngày, đặc biệt là các bác lớn tuổi nhé. Các bác hãy nhớ là xem là các bác uống bao nhiêu thuốc một ngày và loại gì. Một cái điều mà bác sĩ cũng muốn nhắc nhở mọi người là các bạn cũng nên nhớ là các bạn đi khám bao nhiêu bác sĩ trong năm nay. Việc đi khám bao nhiêu loại bác sĩ trong cùng một năm cũng có thể nói được cái tình trạng sức khỏe của các bạn. Và nhớ giữ các hồ sơ và chẩn đoán và những cái sổ khám bệnh khi đã đi khám các bác sĩ chuyên khoa. Vì nhiều khả năng là các bác sĩ mà trong cùng, tức là cùng một chuyên khoa khác chuyên khoa đấy, thì sẽ không biết những cái bệnh lý ở đằng trước của các bạn và sẽ gây ra những cái chẩn đoán sai này, sẽ gây ra những cái kê thuốc mà lại gây ra những cái tương tác thuốc của đằng trước hoặc là ảnh hưởng đến những cái bệnh trước. Ví dụ như chúng ta đi khám cơ xương khớp mà chúng ta có bệnh dạ dày chẳng hạn, thì các bạn cũng nên nói với bác sĩ của mình và các bác sĩ có thể sẽ kê thêm một cái nhóm giảm tiết dạ dày nữa.
Thì đấy là những cái điều mà hôm nay bác sĩ muốn chia sẻ trong trong cái livestream này. Nếu mà các bạn có những cái câu hỏi gì về xét nghiệm, hoàn toàn thì các bạn có thể đặt những câu hỏi bên dưới thì bác sĩ Dung sẽ rất là vui lòng để trả lời cho các bạn. Thì tại sao là trong cái buổi này bác sĩ muốn chia sẻ với mọi người về cái những cái chỉ số mà mọi người nên nên biết được. Bạn nào mà vào sau thì có thể xem lại cái livestream này. Và những cái chỉ số này thì mọi người sẽ phải theo dõi thường xuyên để biết được cái tình trạng sức khỏe của mình nó ra làm sao, nó ở cái mức như thế nào. Tại vì là thông thường là khi mà chúng ta mắc bệnh nào thì chúng ta chỉ quan tâm đến bệnh đấy. Ví dụ như đơn giản là mọi người mắc bệnh xương khớp thì mọi người chỉ quan tâm đến bệnh xương khớp, nhưng mà không có đúng. Cái này không có đúng. Và chúng ta cần phải quan tâm đến cái tình trạng toàn thân nữa. Đó mới là những cái nguy hiểm. Bệnh xương khớp có thể chúng gây ra cho chúng ta là chúng ta đau, chúng ta khó chịu, nhưng nó ít khi mà gây ra chúng ta tử vong lắm. Những cái mà bác sĩ chia sẻ trên đây mới là những cái có thể gây ra chúng ta tử vong, và tử vong ngay lập tức. Ví dụ như là đường huyết quá cao chẳng hạn, cũng có thể gây tử vong và hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu. Hoặc là một cái chỉ số như mỡ máu tăng cao quá, gây ra viêm tụy cấp, gây ra những cái mảng xơ vữa động mạch, gây ra đột quỵ não và nhồi máu cơ tim. Cái đấy thì mới khiến các bạn tử vong. Chứ còn thì bình thường, bệnh lý cơ xương khớp hoàn toàn chúng ta có thể điều trị. Mặc dù là rất là đau, rất là khó chịu, nhưng mà thật sự là nó rất là ít gây ra những cái mà nặng nề, hoặc là những cái hậu quả nặng nề. Đó. Thế thì cũng khuyên mọi người là nên theo dõi những cái chỉ số sức khỏe và nên nắm được như thế. Và thứ ba là những cái chỉ số về tim mạch và huyết áp chẳng hạn, thì cũng là những cái đầu tay mà bác sĩ sẽ phải thăm khám. Bởi vì huyết áp tăng cao quá cũng gây rất là nguy hiểm này. Nhịp tim tăng cao quá hoặc là rối loạn nhịp tim thì cũng gây cực kỳ nguy hiểm. Hoặc là chỉ số thận chẳng hạn, những cái chỉ số về đánh giá mức lọc cầu thận thì chúng ta sẽ biết là chúng ta có suy thận hay không, có bị bệnh lý gì về thận hay không. Đó. Thì chúng ta sẽ nắm được cái tình trạng sức khỏe của mình. Và hôm nay thì thật sự là cũng là một cái livestream ngắn này thôi. Nếu như mà mọi người không có câu hỏi gì thì cảm ơn bác sĩ, chưa thấy bác sĩ đề cập đến nhịp tim. À vâng ạ, nhịp tim thì mọi người có thể đặt ba cái ngón tay vào đây, vào cái động mạch quay này, và mọi người đo đếm trong vòng 1 phút và một cái đồng hồ bấm giờ. Thông thường thì hiện tại chúng ta có những cái thiết bị điện tử để đo và khá là chính xác rồi. Là những cái đồng hồ sức khỏe cũng đo được cái trạng thái nhịp tim của chúng ta và cho chúng ta một cái biểu đồ nhịp tim trong ngày luôn. Hoặc là chúng ta có thể thủ công là chúng ta tự đếm. Tuy nhiên thì chúng ta tự đếm và có một cái đồng hồ bấm tay ở xung quanh. Đó. Thì bình thường ấy, nhịp tim nó sẽ dưới 100 nhịp trên phút. Và thông thường là trên 60, từ 60 đến 100. Trên 100 thì có thể chẩn đoán là nhịp tim nhanh. Còn dưới 60 thì có thể có một cái chẩn đoán trong lâm sàng là nhịp chậm xoang. Đó. Thì khi mà nhịp tim nhanh thì chúng ta có rất là nhiều biện pháp, và có bác sĩ có một chia sẻ về cái xử lý nhịp tim nhanh tại nhà. Ví dụ như chúng ta lên những cái cơn tăng nhịp tim thì chúng ta có những cái biện pháp đơn giản. Ví dụ như chúng ta có thể có một cái động mạch cảnh ở đây và cái xoang cảnh ở đây, thì chúng ta có thể xoa nhẹ nhàng vào cái xoang cảnh này cũng làm hạ nhịp tim. Hoặc là chúng ta ấn mạnh vào nhãn cầu của chúng ta. Đó, thì cũng là một cách làm hạ nhịp tim. Hoặc là chúng ta hắt nước lạnh vào mặt chẳng hạn. Thì khi mà nhịp tim tăng cao quá thì nó có nguy cơ rất là cao, và chúng ta có thể sử dụng những cái biện pháp tại nhà để làm giảm cái nhịp tim này. Thì các bạn có thể theo dõi lại cái video của bác sĩ chia sẻ về cách xử lý nhịp tim nhanh ngay tại nhà nhé. Đó, còn về thì tiếp theo là cái nhịp chậm xoang. Thì thông thường ví dụ một số bệnh nhân mà bác sĩ gặp ấy, nhịp tim dưới 60 nhưng mà người ta vẫn bình thường, khỏe mạnh, thì bác sĩ cũng không có điều trị gì cả. Nhưng mà nếu mà nhịp tim mà dưới 60 và điện tâm đồ mà có vấn đề, hoặc là người ta có triệu chứng, thì có thể là chúng ta sẽ phải đặt một cái máy tạo nhịp vào tim để nó tạo ra cái nhịp tim đầy đủ để đảm bảo cái quá trình tống máu và co bóp cho cơ thể. Vâng, thì đấy, mọi người đã hiểu hơn về nhịp tim chưa ạ? Nếu mà có cái câu hỏi nào liên quan đến các chỉ số sức khỏe hoặc là xương khớp thì bác sĩ sẽ vui lòng trả lời. Còn nếu mà các bạn mà không có câu hỏi gì khác thì xin phép được bác sĩ kết thúc cái livestream ngắn ngày hôm nay để chia sẻ với mọi người trong cái dịp đầu năm về những cái chỉ số sức khỏe. Thì thông thường thì chúng ta chỉ đặt cái mục tiêu về tiền bạc và tài chính thôi, mà quên đặt những cái mục tiêu về sức khỏe. Thì mọi người hãy đặt cho mình một cái quỹ sức khỏe. Ví dụ hàng ngày chúng ta bỏ lợn chẳng hạn, hoặc là mỗi tháng chúng ta trích ra một quỹ để cuối năm thì chúng ta có thể đến bác sĩ và kiểm tra toàn diện
về cái sức khỏe của mình. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các bệnh đều có thể chữa khỏi nếu như chúng ta phát hiện ở giai đoạn sớm và chúng ta có những cái biện pháp dự phòng giai đoạn sớm. Chị Nguyễn Tuyết có hỏi là thỉnh thoảng tim chị đập nhanh mà cảm nhận được vài giây là hết, đi khám bác sĩ điều trị lại bảo là không sao, xin bác sĩ tư vấn. Vâng, thì nếu như đi khám mà đo điện tâm đồ trong cái thời gian đấy không sao, nhưng mà chị có thể yêu cầu bác sĩ là cho chị đo một cái điện tim 24 giờ. Thỉnh thoảng chị có cơn nhịp tim, như cái cơn này nó có gây cho chị bị hồi hộp chống ngực không? Ví dụ tim đập nhanh mà cảm thấy khó thở và hồi hộp chống ngực chẳng hạn. Thì nếu như có các triệu chứng như thế thì chị có thể yêu cầu bác sĩ là cho tôi đeo một cái điện tim 24 giờ. Cái chỉ số huyết áp và nhịp tim ấy thì nó sẽ biến động trong ngày, và đôi khi chúng ta cảm thấy nhịp tim của chúng ta đập nhanh nhưng mà cái lúc đến khám bác sĩ thì nó lại bình thường. Thì chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái chuyên sâu hơn, đấy là điện tâm đồ 24 giờ. Đó, hoặc là đo nhịp tim, Holter điện tim 24 giờ. Thì khi mà đặt cái máy đấy vào và chúng ta sẽ đo được trong vòng 24 giờ là cái nhịp tim của chúng ta biến đổi ra làm sao. Thì đấy cũng là một cái để chúng ta có thể biết chính xác là chúng ta bị làm sao. Đó, chị Nguyễn Tuyết ạ, chị có thể hoàn toàn là có thể làm thêm cái xét nghiệm đấy để kiểm tra nếu như bác sĩ chưa làm cho mình. Rối loạn chuyện tiền đình thì chữa sao hả bác sĩ? Không biết là bác Ba bị lâu chưa ạ? Cái rối loạn tiền đình này thì có một cái là có cái triệu chứng này, đầu tiên thì mọi người sẽ thấy là bị mấy năm cứ buổi trưa và chiều tối lại hoa mắt chóng mặt. Thì như thế này này, cái rối loạn tiền đình ấy thì nó sẽ biểu hiện bằng các triệu chứng là chóng mặt này, chóng mặt tức là cảm thấy mọi thứ nó quay tròn, và buồn nôn, nôn, và có các dấu hiệu như là vã mồ hôi này, đấy là những cái triệu chứng của cái cơn tiền đình cấp. Thì thông thường trong cái cơn tiền đình cấp này, bác sĩ sẽ phải dùng những cái thuốc để ức chế cái hệ tiền đình. Sau đó dùng các thuốc để phục hồi cái hệ tiền đình này. Hệ tiền đình thì nó sẽ có 3 cái ốc tai, 3 cái ống ở trong ốc tai này nhận cảm vị trí của đầu trong không gian. Vì vậy mà cái phương pháp điều trị và phục hồi tốt nhất của tiền đình đó là bác hãy tập những cái bài tập tiền đình. Tức là chúng ta sẽ tập cái bài tập vận động của cổ này, thì là sẽ nhận cảm vị trí của đầu trong không gian và tập hàng ngày, hàng ngày. Đó, chúng ta sẽ kiên trì tập. Hoặc là các bạn có biết những cái người phi công không? Phi công thì người ta sẽ cho lên máy máy ly tâm và người ta quay như thế, quay tròn như thế này này. Ai mà vượt qua cái bài đấy thì coi như là đạt. Thì tiền đình của chúng ta cũng thế. Và bác sĩ đã rèn luyện tiền đình cho con của mình ấy từ nhỏ luôn. Tức là cho lên cái ghế xoay và xoay nó tít thò lò này. Bọn trẻ con nó không có vấn đề gì cả, và mỗi ngày mình đều xoay như thế, dẫn đến cái tiền đình của các bạn ấy khá là tốt và có thể chịu được các loại chóng mặt nó rất là lớn. Do vậy mà tiền đình là nhận cảm vị trí của đầu trong không gian. Tất cả những bài tập liên quan đến vùng đầu, vùng cổ sẽ cải thiện tiền đình rất là tốt. Nhưng mà cái vấn đề là bác chụp cộng hưởng từ đốt sống không có, đốt sống cổ không sao, chụp CT 256 dãy không vấn đề gì. Vâng ạ, thì cái này mình cứ tập tiền đình cho tiền đình nó ở trong ốc tai nhá, nó không liên quan gì đến nếu như mà cái vùng tiểu não và vùng tiền đình trung ương của mình đã chụp CT không có vấn đề gì thì nó chỉ là tiền đình ngoại biên thôi. Và không biết là bác đã siêu âm mạch cảnh chưa ạ? Siêu âm mạch cảnh cái mạch máu nuôi não này này, thông thường những cái mảng xơ vữa động mạch cảnh mà nó lớn quá nó cũng hay gây ra những cái biểu hiện này nữa. Thì cái động mạch nuôi não này nếu mà bác siêu âm được thì tốt, bởi vì thông thường người tuổi cao thì hay bị xơ vữa hai cái động mạch ở hai bên cổ này này, và khi mà xơ vữa như thế thì nó sẽ gây ra thiếu máu nuôi não, bởi vì mạch này nuôi lên là nuôi máu nuôi não luôn. Thì nhá, cái tập tập tiền đình ấy thì chúng ta sẽ tập dùng mắt này nhìn sang hai bên, hoặc là dùng cổ dùng đầu để xoay sang hai bên. Đó, thì chúng ta mỗi lần xoay như vậy thì chúng ta sẽ giữ 5 giây và lại quay về vị trí cũ. Đó, thì cái này thì có lẽ là cháu sẽ hướng dẫn bác cụ thể hơn. Có thể là bác sẽ nhắn tin và cháu sẽ hướng dẫn các bài tập này cụ thể hơn. Hoặc là một vài hôm nữa khi mà rảnh hơn thì cháu sẽ làm một cái video để hướng dẫn mọi người tập tiền đình. Vì cái bệnh này thì bác sĩ cũng hay bị gặp nhiều. Trong trường hợp mà điều trị những cái bệnh thoái hóa cột sống cổ hay đưa nhầm vào, hay đưa các bệnh lý bệnh nhân tiền đình vào. Và thông thường thì cháu điều trị thì hay bị những cái bệnh nhân vào thì hay bị chóng mặt rất là dữ dội, và lúc đấy thì phải tiêm thuốc. Còn trường hợp của bác thì nếu như mà các xét nghiệm mà không có vấn đề gì và siêu âm mạch cảnh không có vấn đề gì
thì chúng ta sẽ chỉ cần là, một là tập trị liệu tiền đình này, thứ hai là dùng các thuốc để khôi phục hệ tiền đình. Sau điều trị ở bệnh viện ấy, thì sẽ dùng các thuốc khôi phục hệ tiền đình, ví dụ như là beta sạc, thì đấy là một cái nhóm khôi phục hệ tiền đình mà được đánh giá rất là tốt và có thể dùng kéo dài được. Ngoài ra thì có thể dùng một số nhóm về tăng cường tuần hoàn não nữa, thì cũng sẽ giúp cải thiện cái triệu chứng này. Và cái quan trọng ấy vẫn là tập trị liệu. Vẫn là tập trị liệu thì có lẽ là sau này, sau một vài hôm nữa thì cháu sẽ có một cái video để hướng dẫn mọi người về cái cách tập trị liệu tiền đình. Đây là một cái mà cũng rất là hay gặp và cháu cũng đã hướng dẫn rất là nhiều bệnh nhân rồi. Thứ hai là chúng ta có thể dùng những cái ghế xoay. Ban đầu thì một ngày chúng ta xoay được 2 vòng thôi cũng được. Sau ngày hôm sau thì chúng ta xoay 2 vòng rưỡi, dần 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 tăng lên, làm sao mà tăng cái sức chịu đựng của mình đối với những cái chuyển động xoay, thì cũng sẽ khôi phục tiền đình và rèn luyện cái hệ tiền đình của chúng ta rất là tốt. Hoặc là ví dụ những cái đệm mềm chẳng hạn, những cái đệm mà nó rất là mềm lún ấy, thì chúng ta có thể có một cái biện pháp tập là đi trên đệm mềm, thì nó cũng rất là tốt cho cái hệ tiền đình của chúng ta. Đấy, hôm nay thì có một cái câu hỏi về tiền đình thì bác sĩ sẽ nói kỹ hơn về cái tiền đình một chút. Thì nếu mà bác ba mà bác chụp không có vấn đề gì thì không sao đâu bác nhé. Chúng ta sẽ cố gắng tập thôi, vì tiền đình này thật ra nó hay tái phát lắm. Điều trị một đợt bài bản đúng phác đồ và chúng ta sẽ tập. Mỗi lần tái phát thì rất là mệt. Bệnh nhân vào với triệu chứng là buồn nôn, nôn chóng mặt dữ dội và nôn rất là nhiều. Đấy là những cái cơn tiền đình điển hình. Vâng, thì mọi người không biết là có câu hỏi gì nữa không ạ? Hôm nay lại mạng dùng 4G rồi nhưng mà mạng thấy cũng vẫn là không được tốt cho lắm. Xin chào mọi người, không biết là mọi người có đang nghe được không ạ? Thấy máy điện thoại báo là đường truyền không ổn định. Nếu mà mọi người nghe được, họ có thể comment cho bác sĩ được biết ạ. Hôm nay đã dùng đến 4G rồi mà đường truyền vẫn không ổn định thì không biết phải làm như sao. Không biết phải làm sao, không biết cá mập có cắn cáp không đây. Hôm nay ngày vía thần tài, không biết mọi người đã có chỉ vàng nào trong nhà chưa ạ? Không biết có ai quan tâm đến ngày này không ạ? Thấy mạng chán quá. Do mạng nên là có lẽ là bác sĩ sẽ phải kết thúc cái livestream này sớm hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái livestream này, hình như là không ai nghe thấy gì ấy. Buồn quá. Xin chào mọi người nha, xin chào và hẹn gặp lại trong cái livestream lần sau.